Con muốn xem voi. Chị vào xem voi. Voi to quá. Này Bo, bây giờ con ngồi đây chơi với các bạn voi nhá. Bố để quên chìa khóa chỗ mua đồ chơi rồi, bố quay lại lấy nhá. Vâng ạ. Nhớ ngồi đây không đi chỗ khác con nhá. Vâng ạ. Cô ạ. Cậu quên chìa khóa à? Dạ vâng. Tôi thấy tôi cất hộ cậu ấy. Cảm ơn cô nhé. Ừ. Voi. Chị ơi cho hỏi đấy. Thằng bé ngồi đây chị có thấy đi đâu không ạ? Ồ không, từ nãy giờ chị đứng đây không thấy ai đâu em ạ. Voi. Bo. Voi. Sao? Được rồi, cứ giữ nó ở đây đi. Voi! Bo! Tìm với nó anh. Hai bố con đi chơi nhau kiểu gì mà để lạc này. Anh bảo nó ngồi đợi anh một tí, anh ra lấy cái chìa khóa, quay vào thì chả thấy đâu cả. Mà trong này nó không thể nào lạc được, nó vào đây suốt ngày mà. Anh tìm hết chưa? Tìm kỹ lắm rồi, hỏi ai cũng không biết. Thôi được rồi, để em bảo mấy thằng trẻ con để nó lùng lùng quanh đây xem có thấy không. Giờ mày tìm ở đây đi, tao chạy về nhà. Vâng. Bo ơi! Bo! Mày mày làm gì mà chạy như ma đuổi đấy hả? Có Bo ở nhà không ạ? Bo nào? Nó đi với mày cơ mà. Thế thì nó lạc mất rồi. Lạc rồi á? Thì đang đi với con, quay trước quay sau thì không thấy đâu nữa. Trời ơi, cái thằng này, mày có mỗi thằng con mà trông không được à? Sao đây để lạc mất thằng cháu của tao? Cái thằng vật dậy này, cái thằng vật dậy. Thôi bố thôi, con đang nấu hết cả ruột đây. Ở đấy mà chạy với móc. Rồi mày chút hết cái đầu tao đấy phải không? Con mày bị lạc là lỗi của tao à? Mày với con mẹ nó chẳng khác gì nhau cả. Khẽ một tí ra thôi, bố thôi đi. Thôi được à? Sao rồi? Sao tôi? Em hỏi mấy người gần đấy thì người ta bảo là có một thanh niên đứng nói chuyện với nó, cho thằng bé vui vẻ chạy đi thôi. Thanh niên à? Vâng. Có khi nào anh bị thằng nào chơi đểu không? Hay là bị bắt cóc của anh nhỉ? À mà không, tầm tuổi của thằng Bo thì nếu như mà bắt cóc nó hét toáng lên làm sao mà dám làm cái trò đấy chỗ đông người được. Tao bảo rồi, đời cha ăn mặn ấy, đời con khát nước. Mày lại gây thù chuốc oán với bọn ấn ơ ra rồi phải không? Hả? Trả con cho tao! Trả con cho tao! Con tao đâu? Con mày sao lại đến đây mà tìm? Chuyện của tôi và ông, con tôi nó không liên quan. Mày cũng lợi dụng thằng Long con tao mà. Nó mới chỉ là thằng bé 7 tuổi, thì nó biết cái gì? Trả con cho tôi đi, rồi các người muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Nhà này không phải nhà trẻ. Bo ơi! Bo!
Bỏ ơi. Bà có thấy con tôi đâu không? Nếu bà thấy con tôi hay biết gì đó, tôi xin bà đấy hãy cho tôi biết. Nó bị bắt đi mất rồi. Các người giấu thằng bé ở đâu? À, cùng lắm là tôi chết, tôi để ông chết chung. Cũng được, nhưng con mày thì ai cứu? Tao không giữ con mày, nhưng tao tìm được nó phút mốt. Biết là mày đừng báo công an. Mày biết điều, tao không tiếc mày cái gì. Ông muốn gì? Một việc đơn giản thôi. Tao không muốn tay tao dính máu. Mày đưa thằng Chí về đây, dùng búa đập nát chân nó. Tao muốn cả đời nó phải ngồi xe lăn giống tao. Cái chân mày cũng do nó còn gì. Muốn tao làm cái gì? Lão Đông bảo tao lừa mày đến một điểm, do lão ấy chỉ định, sau đó xử lý mày. Lão muốn mày phải trả giá. Mày phải cẩn thận đấy. Tao đi với mày, bằng mọi cách phải cứu thằng Bo. Khải ơi! Khải! Khải ơi! Em xin lỗi. Mẹ, con có làm sao không? Con không. Chúng nó làm gì con rồi à? Con đau vết mổ đó. Ông ơi, tôi xin ông, ông bồi đá cho con tôi đi. Ông muốn gì tôi cũng làm à? Tôi xin ông, tôi mẹ. Xin ông. Muốn gì hả? Muốn bà chứng kiến thằng con bà bị đập gãy chân. Cả đời phải ngồi xe lăn như tôi. Đừng làm thế. Đừng. Đừng làm thế. Đừng làm như thế. Đứng yên đấy, chống mắt lên mà xem. Chọn đi, hoặc là thằng Chí, hoặc là con mày. Đến lúc giải quyết nợ đời với ông ấy rồi. Phang đi.